Chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị của kênh truyền thông bóng đá Phủ miền Tây. Chúng ta đang có mặt tại sân vận Gia Phú để tiếp tục theo dõi những diễn biến của giải bóng đá sân 7 O35 thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2023. Quả bóng đã xuất hiện. Cơ hội nữa dành cho các cầu thủ đỏ vẫn không thành công. Tình huống băng xuống của số 14 vị trí của Phong Henry. Cú đá rất nguy hiểm nhưng không đánh bại được vị trí của thủ môn bên phía đội bóng Xây Dựng Hoàng Phúc. Hai tình huống kết thúc liên tiếp của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Và những điểm như vậy thì bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ Xây Dựng Hoàng Phúc. Một tình huống cố định và họ đã tận dụng rất nhanh. Tình huống chọn điểm rời và dứt điểm chuẩn xác để mang về bàn thắng đầu tiên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Tình huống dứt điểm của cầu thủ mang chiếc quần số 30. Trong danh sách đăng ký của các cầu thủ bên phía đội bóng Xây Dựng Hoàng Phúc thì chúng tôi không thấy được cái tên của số 30. Bóng lại trở về với các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Kết thúc rất nguy hiểm. Tình huống kết thúc cực kỳ khó chịu. Đội chuyền không qua được khung Xavi. Những đường chuyền dài của các cầu thủ bên phía đội bóng Tanimax vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Đây là tốc độ của số 20 được chuyền vào. Còn khoảng trống không Henry dứt điểm không vào. Cú giật gọn không thành công của cầu thủ áo số 14. Được chuyền lên cho Công Đức nhưng số 19 chưa khống chế thành công. Đã chính xác. Angaki. Cú đá nguy hiểm, cơ hội đá bôi, dứt điểm 2-0 dành cho Xây Dựng Hoàng Phúc. Một tình huống chớp thời cơ rất nhanh nữa của các cầu thủ áo đỏ. Và người ghi bàn lần này là vị trí của Lâm Baka. Số 11 đã đón bóng bật xa sau tình huống mà thủ thành bên phía đội bóng áo xanh đã bắt bóng không dính sau cú ra chân của Angaki. Và mừng của các thủ Xây Dựng Hoàng Phúc khiến cho một cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ đang bị đau. Đường chuyền của Vũ Nhôm. Cơ hội nữa dành cho Lâm Baka, đối mặt chưa thể dứt điểm. Tình huống càng lướt tốt của Duy Tân để phá bóng và nó mang về thêm một quả phạt góc dành cho các thủ Xây Dựng Hoàng Phúc. Mặc dù không còn trẻ trung và dẻo dai nhưng Phương Savi vẫn chơi đầy kinh nghiệm. Một pha áp sát rất nguy hiểm, bóng đi cắt ngang mà không thành. Công Đức, Phương Savi vẫn theo sát vị trí của số 19. Tiếp tục là Quốc Dũng, dứt điểm không thành công, một cú chín mùa dày, bóng đi rất khó chịu. Tiền đường phát bóng dài. Lần 3K không chế rất hợp lý, Leo Messi. Đây là cơ hội nữa dành cho các thủ áo đỏ. Dứt điểm. Cú đá đi không chính xác. Tình huống ra chân của mình BB. Được chuyền ra, đây là Duy Tân. Rất bình tĩnh. Được chuyền ra. Và dứt điểm của Công Đức lại đi quá thiếu chính xác. Được chuyền bóng là Phong Henry. Và dứt điểm của Phong Henry. Gần như ngôi đội bạn sẽ khó tụt khỏi tay của FC Điện Bàn. Cơ hội tiếp theo. Không được. Và dứt điểm hơi vội vàng. Sơn Hải. Đánh đầu chính xác và như vậy thì tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho các thủ Tanimax với cú đánh đầu chuẩn xác của Lâm Nguyễn. Thủ áo số 7 đã có được pha chọn điểm rơi và đánh đầu chính xác. Tỷ số được rút ngắn và bây giờ thì thế trận nó sẽ trở nên cực kỳ kịch tính. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa thôi khi mà các thủ bên phía đội bóng áo và cắt bóng chính xác nữa của Phương Savi. Tình huống phá bóng kịp thời của số 3. Phương Savi vẫn chơi đầy kinh nghiệm. Đây là Phong Henry, một cơ hội nữa trở lại với các thủ đó rất hợp lý. Lâm Baka. Được chuyền hay, Phong Henry đối mặt, dứt điểm đi. 3-1 dành cho Xây Dựng Hoàng Phúc và đó gần như là dấu chấm hết dành cho các thủ Tanimax. Tỷ số vừa rồi, pha bóng vừa rồi cũng đã ấn định kết quả của trận đấu này. Thắng lợi thuộc về các thủ bên phía đội bóng áo đỏ với tỷ số 3-1. Bàn thắng ở phút bù giờ